Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn biến đổi từ phong cách châu Á sang phong cách châu Âu một cách đơn giản nhất. Sau khi làm sạch dưỡng da và lót, chúng ta sử dụng kem nền đánh một lớp mỏng. Sử dụng che khuyết điểm dạng kem để bật sáng. Sử dụng má kem màu cam đào cho khuôn mặt rạng rỡ. Sử dụng phấn bột có ánh nhũ đánh toàn bộ khuôn mặt, giúp lớp nền khô thoáng và đều màu. Sử dụng màu nhạt nhất cho khoảng mắt để làm màu nền. Sau đó sử dụng màu cam đào nhấn một chút ở đuôi mắt và bắt sáng đầu mắt. Sử dụng nhũ ánh tím nhạt phủ lên phần đầu mắt giúp đôi mắt long lanh hơn. Sử dụng bắt sáng cho phần xương chân mày. Dùng gel màu nâu kẻ eyeliner một đường mảnh cho layout châu Á nhé các bạn. Gảy sợi lông mày giúp cho phần chân mày trông thật tự nhiên. Sử dụng son tông cam đào. Sử dụng bắt sáng màu xanh xanh để hoàn thiện layout lần này. Đánh má cam đào cho thêm phần ngọt ngào. Vậy là chúng ta đã vừa hoàn thiện layout châu Á ngày hôm nay. Sau đây chúng ta sẽ biến đổi sang layout châu Âu với tông lạnh nhé. Sử dụng màu đen nhấn phần đuôi mắt giúp tăng vẻ sắc sảo. Thêm một chút nhũ ánh xanh cổ vịt làm màu nối. Để có sự chuyển màu êm hơn, chúng ta có thể sử dụng một chút ánh nhũ màu trắng để tan. Dùng ánh nhũ màu vàng phủ lên phần đầu mắt. Chúng ta dùng son màu sô-cô-la. Và để tăng phần nổi bật thêm, chúng ta có thể dùng thêm một chút nhũ ánh tím, bổ sung thêm một chút khối xương gò má. Các bạn thích layout nào hơn? Hãy để lại bình luận phía dưới nhé.